Hello, chào các bạn trở lại với kênh của Hạnh Lily. Các bạn đừng quên đăng ký kênh để được cập nhật những tin tức mới nhất. Và chuyên đề hôm nay chúng ta là Thế giới tin trong tuần. Chúng ta sẽ điểm qua những tin tức thế giới trong tuần, những tin tức nổi bật nhất. Và mời các bạn xem bản tin chi tiết. Tin tại Ấn Độ cháy một nhà máy vaccine lớn nhất thế giới. Đó là Viện Huyết Thanh ở bang Maharashtra, nơi đang sản xuất hàng triệu liều COVID-19, khiến 5 người chết và hiện chưa rõ nguyên nhân. Viện vaccine này cũng theo kế hoạch cung cấp 200 triệu liều COVAX cho tổ chức WHO mua và cung cấp cho các nước nghèo. Tin tại Nhật Bản, diễn viên đóng vai Oshin qua đời. Nghệ sĩ Nhật Bản Oji Michio đã từng đóng phim kinh điển Oshin mất ở tuổi 101 do bệnh già. Và danh từ Oshin ngày nay đã trở thành như là một ngôn ngữ trong tiếng Việt. Khi nói đến Oshin thì ai cũng hiểu. Tại Nga, và một cậu bé 11 tuổi tên là Askadi Asenov, bạn đã nhảy khỏi tàu để quay video đăng lên YouTube mà tai nạn đã xảy ra khiến cậu bé bị nghiền nát cả hai chân. Và theo lời của bà Maria Petrova, mẹ của cậu bé cho rằng con trai bà cùng hai người bạn 14 tuổi và 12 tuổi cùng nhau lên tàu tại thành phố Peterborough và ba đứa trẻ cùng nhau nhảy tàu để chứng minh bản thân trở thành một ngôi sao nổi tiếng. Và đây là hình ảnh của cậu bé trước khi xảy ra tai nạn. Tin tại Canada, một cặp ông bà lão thật là đẹp đôi. Họ đã yêu nhau sau gần 70 năm. Họ là những thanh niên yêu nhau từ thời niên thiếu và sau một đời xa cách thì cuối năm 2020 họ đã gặp lại nhau và nhận ra còn rung động. Và tình yêu đã đến với họ. Tin tại New Zealand, một kiến trúc sư đã xây dựng một dinh thự cho mình từ 12 cái container. Nằm giữa một cánh đồng ở đảo Bắc của New Zealand là một ngôi nhà 2 tầng, gồm có 6 phòng ngủ, 3 phòng tắm, hồ bơi vô cực và một gara chứa được 6 xe hơi. Thật là một ngôi nhà tuyệt đẹp giữa một cánh đồng với xa hơn 6.000 mét vuông. Tin tại Mỹ, những tràng pháo hoa rực rỡ đã kết thúc và thành công buổi lễ nhậm chức của Tổng thống Joe Biden và ông đã trở thành Tổng thống 46 của Mỹ. Và đây cũng là bản tin đặc biệt của tuần này. Và chúng ta chờ xem diễn biến của nước Mỹ trong giai đoạn Tổng thống mới. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Cảm ơn và hẹn gặp lại.